Sao cứu quả Fiona? Có chuyện gì vậy? Giòi của bạn bị hư hả? Mình xem thử nha. Fiona đừng có lo nha, bọn mình sẽ sửa ngay thôi. Mình sẽ lấy cờ lê tốt nhất đến. Cái gì? Nhóm thợ máy ơi, giúp mình với nào. Bạn có sao không vàng? Dạ, mình nghĩ là ổn rồi đó. Cảm ơn Fiona đã đến gara Gecko nha. Bye. Thôi, hôm nay trời nắng đẹp ghê. Wow, cái gì vậy trời? Wow. Với bong bóng lớn này, họ sẽ có thể tìm thấy gara của mình từ hàng trăm dặm luôn. Ai vậy trời? Mình bận mà. Max, bơm lốp xe của bạn hả? Được. Khoan, Wizu không bơm khí thường vào lốp xe cho Max. Anh ấy đang dùng khí heli cho bóng bay. Vậy thì... Max, đừng sợ, mình đến đây. Nè. Ôi, cái tua vít. Cái này sao là lỗi của mình được? Đừng sợ nha Max, mình sẽ nghĩ ra cách. Max, nếu như mình cho không khí ra khỏi lớp, bọn mình sẽ bay dù như bóng bay luôn đó. Được rồi, Max. Bay đến gara thôi. Xong rồi Max, tốt như mới luôn. Mình sẽ cho ghét cô thấy khi bong bóng quảng cáo của mình xong. Chào mọi người, Gecko đây. Hôm nay là ngày rất đặc biệt, chuyến thăm đầu tiên của bé xe tải tới gara đó. Mình muốn dành cho cô bé sự chào đón đặc biệt hơn một chút đó. Chào bé xe tải. Em sợ hả? Không sao đâu, ở đây an toàn mà, đúng không thợ máy? Oh.
bé xe tải. Chờ đã. Ôi không, bé xe tải sợ chạy mất rồi. Mẹ xe tải đừng lo, sẽ tìm thấy nhanh thôi. Thợ máy đi tìm bé xe tải nhanh lên nào, đi. Bé xe tải tội nghiệp. Ở đâu được ta? Bé xe tải đang trốn hả? Do em sợ sao? Biết gì không? Anh cũng sợ đó. Đây là lần đầu tiên em đến gara. Bọn anh muốn làm nó thêm đặc biệt. Anh xin lỗi nếu đã làm em sợ nha. Nhưng mà anh hứa sẽ đặc biệt quan tâm đến em mà. Có được không? Mở cửa gara thôi nào. Giúp phương tiện gặp khó khăn thôi nào. Chúc bé xe tải vui vẻ nha. Em rất dũng cảm đó. Không có chi đâu bé xe tải. Cảm ơn rất nhiều đã tham gia gara cùng Getco nha. Bye. Mô Chúc mừng Halloween. Không sao đâu thợ máy ơi. Là mình đây, Getco. Hả? Khoan đã. Tiếng gì lạ vậy ta? Lại nữa kìa. Mong là không phải ma Halloween đáng sợ nha. Phim. Dù là gì đi nữa, chắc nó cũng đi rồi. Hả? Ơi không, thợ máy ơi. Mình nghĩ chắc là gara bị ma ám rồi. Xanh Dương. Chờ một chút đã. Xanh Dương, đi tới đi. Tiếng đó chỉ phát ra khi bạn di chuyển. Không cần sợ hay run rẩy hét lên. Bánh của Xanh Dương có tiếng rít thôi mà. Một giọt dầu sẽ giúp bạn hết đó nha. Và có thể nói tạm biệt ma rồi. Phew. Hết sợ rồi. Giờ chơi có kẹo hay bị ghẹo được rồi. Halloween vui vẻ nha. Bye. Xanh Dương đưa cờ lê cho mình với nha. Đây không phải cờ lê, Xanh Dương. Cái muỗng gỗ mà. Hình như tiếng bé xe tải. Không biết cái gì vui vậy ta. Xin giới thiệu 500 điện mới của Wilberty Wizu. Oh oh. Làm sao để tắt nó đây? Không. Ơi không. Wizu gặp rắc rối với 500 rồi. Không có sao hết, Getco. Nếu bạn có thể tắt hết nguồn bằng cách dặn chốt này nè. Xanh Dương, dừng lại. 500 hút mọi thứ làm bằng kim loại đó. Ôi không, nhóm thợ máy.
Mình biết mẹ xa rác, mình cần tắt nguồn nhưng không được dùng công cụ kim loại. Đúng rồi, muỗng gỗ. Không sao đâu, mình sẽ sớm giúp các bạn bằng dụng cụ làm từ muỗng gỗ. Sẽ không được đâu. Các bạn có sao không? Hay quá. Hẹn gặp lại các bạn và có thêm nhiều cuộc phiêu lưu ở Gara Gecko nha. Bye. Sắp về đến Gara rồi, nhóm thợ máy. Wow. Ai đó đã bỏ rác trên đường nè. Có nhiều rác quá. Mẹ xe rác nhìn không vui kìa. Đi thôi, nếu đi theo dấu vết, bọn mình sẽ tìm ra ai vứt rác đó. Dấu vết đi về phía bên trái. Là xe bên đây lên. Cửa sau xe bị hư của đây lên đang làm rơi rác ra. Nhà của bạn ấy quá lớn nên không nhận ra. Nhóm thợ máy, mình biết cách làm giảm âm lượng của bạn đó. Cùng tái chế và cứu ngày hôm nay thôi. Dùng lại đồ mà bọn mình đã dứt nha. Đây lên. Đây lên. Cửa sau của bạn bị hư rồi. Nhưng đừng lo, mình sẽ sửa nó trong lúc mẹ xe rác và nhóm thợ máy phân loại rác nha. Xong rồi, phân loại rác sao rồi? Hẹn gặp lại và có thêm nhiều cuộc phiêu lưu tại Gara Gecko nha. Đây lên, giảm âm lượng đi. Được rồi em Rick, giờ đỡ hơn chưa? Cái gì vậy? Là xe tải quái vật Max. Anh ta không nên chơi ở đây. Các công trường xây dựng rất nguy hiểm. Hãy nhìn Max phá rối kia kìa. Ôi không, Max hết nhiên liệu rồi. Phải đưa anh ta ra ngoài trước khi bê tông đó khô đi. Thợ máy ơi, lấy nhiên liệu dự phòng nhanh đi. Ôi trời, chưa đầy một phút nữa là bê tông đó sẽ cứng đó. Làm sao mình qua tới đó mà đưa nhiên liệu cho Max đây? Eric làm cẩu nè. Bê tông sắp cứng rồi. Chạy nhanh đi Max, đi. Hình như Max đã học được bài học rồi đó. Anh đang giúp đỡ dọn dẹp. Nhờ sự quản trợ vừa rồi đó. Hẹn gặp lại nha. Bye.
Mớ lộn xộn này ở đâu ra đây? Mẹ ơi! Wizu, bạn có sao không? Mình không sao nhưng không vui lắm. Mình đã làm xe kem nhanh nhất thế giới, nhưng nó đã phóng đi trước khi mình ăn kem. Chúng ta phải ngăn chặn Vicky trước khi cô ấy gây thêm thiệt hại nào đó. Đây rồi, sẵn sàng chưa Xanh Dương? Xanh Dương, nhanh nhấn nút tắt đi. Làm tốt lắm Xanh Dương. Mấy bạn cướp kem của mình hả? Mình ghét xe lửa. Nhóm thợ máy ơi, xem thử Wizu thế nào đi. Hẹn gặp lại các bạn nha. Bye. Chào mừng các bạn trở lại với Gara Gecko. Bọn mình vừa mới lắp hệ thống cảnh báo khẩn cấp nè. Chắc ai đó đang gặp rắc rối đó. Đi nào, sẽ tải kéo Thiêu Ly. Là máy xúc Aegis. Chắc anh đã gia phải tảng đá và làm hư bánh xích mất rồi. Xanh Dương, mình biết bão rất đáng sợ, nhưng bọn mình cần bạn giúp. Can đảm lên nha. Mình không chơi tới. Và mình quá lớn để chui qua đó đó. Hả? Trời ơi, phải nhanh lên thôi. Chắc là con đập sắp tràn rồi đó. Xanh Dương đủ nhỏ để vào trong đó đó. Giỏi lắm, bạn thực sự rất dũng cảm luôn. Ôi không, con đập sắp sập rồi. Nhanh lên đi. Giỏi lắm Xanh Dương, bạn đã đối mặt với nỗi sợ hãi. Nhìn kìa, là cầu vồng. Gecko chào tạm biệt nha. Bye. Chào mọi người, chào mừng trở lại với Gara Gecko. Bọn mình vừa đưa xe buýt Puppy đi kiểm tra, sắp xong rồi. Khoan, nhóm thợ máy, mình còn trên này. Puppy, Puppy, ôi trời, Puppy không nghe thấy. Hả? À.
thợ máy ơi, nhanh lên, hãy làm gì đó đi. Coi chừng, sắp đến cái cầu. Chạy nhanh quá đi. Nhìn kìa, có cầu vượt. Ý hay đó, nhóm thợ máy, mình chỉ cần nắm. Ôi, trượt rồi. Thông minh đó bạn, bạn đã cứu mình rồi. Không sao đâu Poppy, bạn đã không biết mà, mình không sao hết. Cảm ơn nhóm thợ máy đã giúp đỡ nha. Không có mấy bạn, mình phải làm sao đây? Bye. Nào xanh lá, bọn mình cho đống rác cũ này vào siêu ly đi. Ôi. Xin lỗi bạn, ghế sofa cũ này cần phải đem đi vứt rồi, không giữ nó được đâu. Là gia đình xe tải, mẹ xe tải, mẹ xe rác và bé xe tải. Ôi không. Ôi, bé xe tải tội nghiệp, ngã xuống mạnh lắm đó. Phải chỉ có cách làm cho nó mềm đi. Mẹ xe rác, bạn có ý tưởng gì hả? Xem nè bé xe tải, lần này em sẽ đáp xuống nhẹ nhàng. Không có chi bé xe tải. Cảm ơn mẹ xe rác nha, tạo ra đồ mới từ đồ cũ luôn luôn rất tốt đó. Có kỳ nghỉ vui quá đi. Mình thích cắm trại. Lửa sắp tắt rồi. Vàng ơi, bạn có thể lấy thêm củi được không? Đến lúc kể chuyện rồi. Mình nghĩ cuốn truyện nằm trong xe đó, xanh lá ơi. Cảm ơn nha. Khoan đã, đây là đồ chặn bánh xe. Vậy thì nhanh lên, đuổi theo chiếc xe đi. Chắc phải có cách dừng nó chứ. Phiêu, cảm ơn xanh lá nha. Trời
trời đất ơi. Quang hô, hay quá Tilly ơi. À, mọi người giỏi lắm, hết sợ rồi. Đúng rồi, và kể chuyện thôi. Hẹn gặp lại nha, bye. Đúng rồi, thợ máy, hãy làm gara đẹp và sạch sẽ nha. Hình như bọn mình có khách đến. Là gia đình xe tải, mẹ xe tải, mẹ xe rác và bé xe tải. Nhìn không được vui cho lắm. Một chiếc răng lung lay. Không có gì đáng lo cả bé xe tải. Khi nó rụng, em có thể đặt dưới gối và em sẽ nhận được đồng tiền vàng đó. Ơi không, bé xe tải đã hắt xì giằng chiếc răng lung lay rồi. Đừng buông, bọn anh sẽ tìm nó. Đi nào thợ máy ơi. Ghê quá. Xin lỗi xanh lá nha, không phải răng đâu. Wow, cẩn thận chứ vàng. Bọn mình đã tìm cả gara mà không thấy răng của bé xe tải ở đâu hết. Chờ một chút nha, còn một chỗ chưa xem qua đó, trong chổi lông vũ của xanh dương. Ha ha, đây nè bé xe tải, giờ hãy về nhà và đặt nó dưới gối của em nha. Hẹn gặp lại và có thêm nhiều cuộc phiêu lưu thú vị hơn ở gara Gecko nha. Bye. Xanh Dương ơi, đến giờ đi ngủ rồi. Thợ máy ngủ ngon nha. Bobby, bạn đến đây làm gì mà muộn vậy? Ôi trời, bạn cần bánh xe mới. Mình sửa cho, nhưng phải im lặng nha. Hả? Xem chút nữa. Không. Xong rồi Bobby. Ngủ ngon nha. Mình sẽ chỉ ngồi một chút thôi. Hôm nay bận lắm đó. Bé xe tải và Max cần phải thay lớp. Không sao đâu. Nhưng Max đâu rồi? Hello Max. Nhóm thợ máy làm nào.
vàng đã bị da vào đầu rồi. Nên xanh dương và đỏ làm nha. Trời đất ơi! Đi thôi vàng. Hình như lớp xe bị nhầm rồi. Không sao đâu, ai cũng có lỗi lầm mà, chỉ cần đổi lớp lại thôi. Đừng lo lắng nha Max, bọn mình sẽ giải quyết ngay thôi. Ghê quá. Bé xe tải, bọn anh biết em đang vui, nhưng đó là lớp của Max đó. Giờ trả lớp lại cho Max nha. Giỏi lắm bé xe tải. Điều quan trọng là phải luôn trả lại đồ sau khi mượn nha. Hẹn gặp lại các bạn nha. Bye. Nào thợ máy, hôm nay có Fiona đến đó. Wow. Mình là Wizu, chủ sở hữu của bánh xe Wizu mới, hoàn toàn tự động khắc phục mọi thứ nhanh chóng. Chào Wizu, mình là Gekko. Khách hàng đầu tiên của mình đây rồi. Mọi công việc đều được hoàn thành nhanh chóng. Bánh xe Wizu là số 1. Chào ếch nha. Mình là Gekko. Ok, Bloella, không mất nhiều thời gian đâu. Mình không chắc lúc nào là bắt đầu dịch vụ đây. Chắc nhấn tất cả nút là được. Hẹn gặp lại Felicity. Nhanh ghê luôn á. Ôi trời, nhìn không ổn lắm. Vào đi Fiona, mình xem thử nào. Vấn đề đây rồi. Wizu quá dội vàng để hoàn thành nên đã cho xà phòng vào bình nhiên liệu thay vì dầu. Bọn mình xử lý vấn đề rồi. Giờ Fiona chạy mà không có bong bóng nè. Mình chắc chắn là mình đã bấm đúng nút mà. Hẹn gặp lại ở gara Gekko nha. Bye. Mình thấy không khỏe lắm. Trời ơi, hôm nay có dịch vụ xe buýt carry. Nhóm thợ máy có lo được không? Mọi chuyện ổn chứ?
Hả? Tiếng ồn gì vậy? Không sao đâu, mình khỏe hơn chút rồi. Hả? Có vẻ như nhóm thợ máy đã kiểm soát được tất cả rồi. Các bạn giỏi lắm. Xanh Dương ơi, Xanh Dương, bạn đâu rồi? Chào các bạn. Hôm nay bọn mình làm ở ngoài vì thang của Fiona bị kẹt. Bạn ấy rất cao. Oh, tốt hơn chúng ta cũng nên kiểm tra lớp xe của Fiona. Ôi, Xanh Dương, ai đó lấy dắt xe với nha. Giỏi lắm. Mình đi lấy công cụ. Ê, trời ơi. Đỏ, đừng sợ. Bọn mình sẽ tìm cách đưa bạn xuống. Xanh lá, vàng, lấy chăn đi. Mình có ý này. Đỏ ơi, khi mình nói nhảy thì nhảy nha. Ok. Nhảy đi. Oh. Xanh Dương ơi, đến lúc làm anh hùng rồi. Sẵn sàng chưa? 3, 2, 1. Nhảy. Đừng lo, bọn mình sẽ bắt được. Phiêu. Bạn đã cứu tất cả đó, Xanh Dương. Hoan hô anh hùng nào. Đến đây đi, siêu thợ máy. Hoàn thành dịch vụ của Fiona thôi. Hẹn gặp lại các bạn nha. Bye. Làm mẹ xe tải và bé xe tải kìa. Sao họ lại chờ ở đây? Đường hầm bị chặn và các bạn không thể đi qua hả? Để mình đi xem thử. Wow, lối ra bị chặn rồi. À, lối kia bị chặn luôn. Bạn mình bị kẹt rồi. Đừng lo lắng, mình có bộ công cụ nè. Bọn mình cần bộ công cụ lớn hơn. Cả thiêu ly cũng không đủ mạnh để di chuyển tảng đá. Sao bọn mình thoát ra đây? Xe tải đã cứu bọn mình rồi. Tốt hơn là nên gọi máy xúc Edith dọn các tảng đá đi. Hẹn gặp lại các bạn để có thêm nhiều niềm vui và phiêu lưu trong gara Gecko nhé. Bạn nói đúng, Xanh Lá. Có một đám cháy. Hình như xe cứu hỏa Fiona đang trên đường tới.
Ôi không, mẹ và bé xe tải đang chơi đùa cùng với nhau. Họ đang chơi lớn tiếng nên không nghe tiếng còi của Fiona. Fiona, bọn mình nên trang bị còi báo động lớn hơn cho bạn thôi. Nào nhóm thợ máy, đến lúc thay còi báo động mới cho Fiona rồi. Đúng rồi, bọn mình cần âm thanh Nino thật to. Xong chưa? Thử đi Fiona. Không đúng rồi. Nghe giống như chuông cửa vậy. Thử lại lần nữa đi. Tiếng này nghe như khủng long vậy. Bạn mình cần Nino. Đây là tiếng Nino, nhưng mà cần phải to hơn nữa. Hình nón giao thông đó khiến tiếng vàng to hơn. Chắc có tiếng tương tự dùng được chiếc còi báo động đó. Giờ nó là tiếng Nino lớn rồi nè. Bye Fiona, cảm ơn đã đến Gara Gecko nha.